Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tờ Bóng Đá. Kính thưa quý vị, một thông tin tiết lộ cực sốc tới từ bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Thì thông tin cho biết rằng nếu đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam chúng ta không có đủ nhân sự cho trận đấu gặp đội tuyển U23 Thái Lan thì không phải là chúng ta bị xử thua với tỷ số 0-3 giống như thông thường, mà chúng ta sẽ bị loại luôn khỏi giải đấu này. Nghĩa là đội tuyển Campuchia, U23 Campuchia, họ sẽ tiến tới vào trận bán kết. Và cùng với đó, những thông tin liên quan đến Hoa Gia Lai, họ đang có thêm một lợi thế cực lớn tại đấu trường FA Champions League 2022, không chỉ là việc họ được thi đấu ở trên sân nhà. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á có một sự thay đổi cực lớn tại kỳ AFF Cup 2022 và đội tuyển Việt Nam sẽ không bị xử oan ức trong những tình huống vừa qua khi mà chúng ta thi đấu tại đấu trường AFF Cup 2020 nữa. Đó là những thông tin chính trong bản tin của Tuyển Bóng Đá ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần thông tin chi tiết. Vâng, thưa quý bạn, trong thông tin vừa qua thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những cái chia sẻ, và một trong số đó thì việc là đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta nếu có không đủ quân trong trận đấu sắp tới thì theo quy định thông thường là chúng ta sẽ bị xử thua với tỷ số là 0-3. Và như vậy là chúng ta không cần đá thì chúng ta vẫn có thể có được quyền giành vé vào vòng bán kết. Rất nhiều thông tin chúng tôi cũng đã tìm hiểu. Thế nhưng trong buổi chiều ngày hôm nay, sát trước giờ thi đấu diễn ra, thì một thông tin bất ngờ và cũng có thể nói rằng rất sốc khi mà một thành viên của phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF có thông tin cho biết rằng là giải đấu năm nay nếu đội nào không đủ thi đấu, đủ người để thi đấu thì không phải là để bị xỉ thua 3-0 mà sẽ bị loại luôn khỏi giải đấu năm nay. Nghĩa là đội tuyển U23 Campuchia họ sẽ giành quyền chơi vào trận bán kết nếu đội tuyển chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay không thể ra sân thi đấu gặp đội tuyển U23 Thái Lan. Một thông tin mà chắc có lẽ rằng chúng ta cũng cảm thấy ngã ngửa, đúng không ạ? Rất nhiều các cổ động viên đã phản ứng cái quy định này bởi họ cho rằng là nước chủ nhà Campuchia là nước đứng ra để tổ chức giải đấu này và đứng ra để có thể là chăm sóc cho các cầu thủ của đội bóng khác nơi ăn trốn ở khách sạn. Và việc họ bị nhiễm như thế này thì liên quan đến rất nhiều vấn đề khác, không chỉ là trong nội bộ của những đội bóng mà có thể liên quan đến việc là những người phục vụ tại khách sạn họ mang Covid đến. Và điều này có một điều khá bất ngờ và khiến cho tất cả chúng ta phải đặt ra một câu hỏi cực lớn. Đó là trong thời điểm hiện nay chúng ta thấy rất nhiều các đội bóng khi mà tham dự tại giải đấu này họ đã bị Covid-19 hoành hành tan tác đến như thế nào. Thế nhưng có một điều khá đặc biệt và khó hiểu, đó là đội chủ nhà Campuchia cũng như là Thái Lan đến tận giờ phút ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa thấy có bất cứ một cái thông tin gì liên quan đến việc là những cầu thủ của hai đội bóng này đã bị Covid cả. Điều đó đặt ra một số hỏi. Liệu rằng là giải đấu năm nay có một cái gì đó mờ ám khi mà có những chuyện xảy ra như thế này hay không? Quả thực là rất cảm ơn bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam và sự chuẩn bị có thể nói rằng rất cẩn thận, chu đáo của phía bên liên đoàn. Nếu chúng ta không có được sự chuẩn bị cẩn thận như thế này mà thậm chí là đã phải thay đổi lịch để cho 4 cầu thủ ngày hôm nay đến để có thể là bổ sung cho đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vào trận đấu với đội tuyển U23 Thái Lan thì có lẽ rằng là chúng ta đã gặp quá nhiều khó khăn rồi. Nếu chúng ta bay theo cách thông thường thì đương nhiên chúng ta không đủ người và chúng ta sẽ bị xử thua trước đội tuyển U23 Thái Lan. Và khi chúng ta bị xử thua như vậy thì mọi công sức, mọi cố gắng của chúng ta từ đầu đến giờ, kể cả một trận thắng với tỷ số 7-0 trước đội tuyển U23 Singapore thì cũng đã vứt đi hết, đổ sông đổ bể cả. Thế nhưng thực sự là may mắn, chúng ta cuối cùng thì cũng đã có được đủ người để thi đấu trong trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay. Điều đó cho thấy một cái điều, đó là Liên đoàn Việt Nam chúng ta đã có sự chuẩn bị kỹ càng và đã đối đầu với tất cả những khó khăn mà chúng ta gặp phải, và có thể là đối đầu với cả những âm mưu phía sau. Đôi khi thì chúng ta cũng không phải là chúng ta khẳng định là như vậy. Thế nhưng có một cái gì đó quá trùng hợp khiến cho chúng ta gặp những bất lợi và những đội bóng khác cũng bất lợi. Trong khi đó thì như tôi đã nói, Campuchia chưa có bất cứ một ca nào bị Covid cả. Rồi kể cả Thái Lan, họ cũng đối đầu với đội tuyển Singapore, thế nhưng họ chẳng làm sao cả. Đó là một vấn đề mà tôi nghĩ rằng là hiện nay thì chúng ta cũng cần đặt những câu hỏi. Nhưng dù sao chăng nữa thì mọi chuyện thì cũng đã qua. Chúng ta thì cũng đã vượt qua được cái khó khăn đầu tiên. Thì hy vọng rằng trong buổi tối ngày hôm nay thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu tốt và sẽ có được một trận đấu tốt trước đội tuyển U23 Thái Lan để mang đến niềm vui dành cho các cổ động viên. Vâng, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn đó là việc câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã có thêm một lợi thế lớn tại đấu trường AFC Champions League 2022. Ngoài lợi thế được thi đấu ở trên sân nhà thống nhất thì Hoàng Gia Lai sẽ có thể đón thêm những tin rất vui tại đấu trường này khi mà các câu lạc bộ tại Trung Quốc một lần nữa sẽ tham dự giải với một đội hình trẻ gồm những cầu thủ ở đội tuyển U21.
Theo báo chí của Trung Quốc thì 4 câu lạc bộ của nước này gần như chắc chắn là sẽ cử đội hình trẻ gồm các cầu thủ của đội tuyển U21 tham gia tranh tài tại đấu trường FC Champions League 2022. Do thời điểm diễn ra vòng bảng của giải đấu số 1 châu Á trùng với thời điểm khai mạc Challenge Super League. Ngoài ra thì những quy định khắt khe của Trung Quốc sau khi những cầu thủ thi đấu từ nước ngoài trở về cũng khiến cho câu lạc bộ Trung Quốc do dự trong việc là cử đội hình mạnh nhất tham dự AFC Champions League 2022. Với 5 bảng đấu được tổ chức tại Thái Lan, Việt Nam và Malaysia. Và điều này sẽ mang đến những lợi thế lớn dành cho Hyundai trong lần đầu tiên trở lại AFC Champions League sau 18 năm. Trang Chun Yatai là đối thủ tiềm tàng của thầy trò Nguyên Kiên Tây Sắc tại vòng bảng khi họ được đánh giá cao hơn hẳn so với những đối thủ đến từ Philippines hay là Australia ở vòng đấu playoff. Tuy nhiên với khả năng cao đó là Trang Chun Yatai sẽ chỉ cử đội U21 tranh tài thôi, cho nên là đội tuyển Sydney FC lại nổi lên là một ứng cử viên sáng giá nhất cạnh tranh cuối cùng cho với Hoàng Gia Lai tại bảng H. Và với tình cảnh hiện tại như thế này, dù đội bóng nào lọt vào bảng H thì đó cũng là điều thuận lợi dành cho Hoàng Gia Lai trong việc là có được những thành tích tốt ở đấu trường FC Champions League 2022. Giải đấu mà đội bóng phố núi sẽ còn phải đối mặt với những câu lạc bộ rất mạnh đến từ Jeonbuk Hyundai của Hàn Quốc và Yokohama của Nhật Bản. Mùa giải 2021 thì các câu lạc bộ tại Trung Quốc cũng đã cử lực lượng đó là U21 tham dự đấu trường AFC Champions League và điều này cũng đã tạo điều kiện cho Viettel FC đã giành được 2 chiến thắng sau 6 trận đấu tại vòng bảng. Và theo lịch thi đấu tại bảng H AFC Champions League 2022 diễn ra từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 2022 trên sân Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Và thông tin cuối cùng đó là việc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã quyết tâm sử dụng VAR ở AFC 2022. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á ông Samet đã có một chuyến thăm và làm việc với phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan để nghiên cứu về việc sử dụng VAR ở nền bóng đá nước này để từ đó có thể nhanh chóng áp dụng VAR ở kỳ AFC 2022. Và trang thông tin từ Matichon Online, chủ tịch của AFF ông Samet cùng tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đó là ông Winston Lee đã tới thăm và nghiên cứu việc sử dụng VAR của Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Mục đích của chuyến đi này nhằm đẩy nhanh tiến độ trong việc áp dụng VAR tại kỳ AFC 2022 diễn ra vào cuối năm nay. Tại Thái Lan thì VAR đã được là một công cụ có thể nói rằng phổ biến ở các trận đấu tại Thái League 1. Tuy nhiên ở các giải cúp và các giải hạng thấp hơn thì việc sử dụng VAR vẫn còn khá nhiều những hạn chế. Và ngoài Thái Lan ra thì chỉ có Malaysia hiện nay đang áp dụng VAR ở các trận đấu bóng đá cấp quốc gia. Và việc áp dụng VAR vào các trận đấu của Đông Nam Á hiện nay vẫn còn gặp khá nhiều những khó khăn về mặt kinh phí cũng như nguồn lực, rồi là những người có chuyên môn thành thục về VAR. Và trước tình hình đó thì AFF đang mong muốn rằng Thái Lan sẽ hỗ trợ AFF cũng như các quốc gia thành viên ở trong khu vực có thể lắp đặt và sẽ sử dụng VAR để công nghệ này có thể được nhanh chóng áp dụng tại AFF 2022 diễn ra vào cuối năm nay. Và mới đây thì quyền trưởng ban phát triển trọng tài Liên đoàn bóng đá Thái Lan, ông Chachin Mongkolluisi có khẳng định rằng là Thái Lan hiện nay đang tổng cộng có 47 trọng tài VAR đáp ứng đủ yêu cầu chuyên môn tới từ FIFA và những trọng tài này có thể trở thành những người hướng dẫn cho các trọng tài VAR ở các quốc gia Đông Nam Á khác trong thời gian tới. Vừa qua thì đội tuyển Việt Nam chúng ta cũng đã chịu rất nhiều những thiệt thòi bởi VAR và kể cả là không có VAR. Tại kỳ AFC 2020 vừa qua thì rất nhiều quyết định của trọng tài đã khiến cho bóng đá Việt Nam chúng ta đã phải ôm hận và nhận một trận thua trước đội tuyển của Thái Lan mà chúng ta đã không thể tiến tới vào trận chung kết được. Mà hy vọng rằng là nếu VAR có áp dụng tại đây thì sự công bằng sẽ lên cao hơn và khi đó thì chúng ta sẽ được thi đấu trong môi trường trong sạch và công bằng nhất, đúng không ạ? Tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tuổi Bóng Đá.